người phụ nữ gốc Việt đầu tiên chuẩn bị bay vào vũ trụ và động lực đứng lên sau quá khứ đau thương. Năm 1980, phi công Phạm Tuân thực hiện chuyến bay vào vũ trụ. Sứ mệnh đưa ông trở thành người Việt Nam cũng như người châu Á đầu tiên thực hiện sứ mệnh cao cả này. Giờ đây, sau gần nửa thế kỷ, Amanda Nguyễn, 32 tuổi, có thể là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên làm nên lịch sử từ một chuyến bay tương tự. Trong một video do Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam công bố vào hôm 28 tháng 3, Amanda Nguyễn nói bằng tiếng Việt, tôi là người Việt Nam. Tôi là người Việt Nam, tôi bay vào không gian cho những cô gái trẻ Việt Nam có thể nhìn thấy chính mình dưới những vì sao. Năm 2013, Amanda Nguyễn là nạn nhân của một vụ tấn công tình dục khi đang học đại học tại trường đại học Harvard của Mỹ. Sau vụ việc kinh hoàng, cô quyết định không buộc tội ngay lập tức vì cảm thấy mình không có đủ thời gian và nguồn lực. Năm 2014, cô thành lập RISE, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm bảo vệ quyền công dân của những nạn nhân bị tấn công tình dục. Amanda sau đó cũng tham gia vào đề xuất soạn thảo đạo luật về quyền của những người sống sót sau vụ tấn công tình dục của Mỹ. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, cô đã được đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm 2019 và người phụ nữ của năm do tạp chí Time bình chọn vào năm 2022. Lấy nỗi đau làm động lực phát triển và làm nên kỳ tích, mỗi chúng ta đều là sự đắp nạn kỳ diệu của tạo hóa. Kỳ tích không tự đến mà do chính bản thân chúng ta tạo ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi và thú vị mỗi ngày.